Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì nhiệm vụ của game này nó yêu cầu các bạn phải qua được vùng đất Forest nha các bạn. Khi các bạn qua được vùng đất Forest rồi thì các bạn đánh bại 300 con quái ở vùng đất Forest, và các bạn mở 100 trứng Mexico Bed ở vùng đất đó. Và các bạn hình như là Mexico này là vùng đất nào cũng được nha các bạn, nó không có nói ở vùng đất nào, nên chắc là các bạn mở 100 con Mexico này vùng đất nào cũng được. Và các bạn chơi trong 30 phút nữa là sẽ hoàn thành nhé. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.